Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, VASEP, cho biết, tính đến hết tháng 7 năm 2019, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Hy Lạp tăng 104% so với cùng kỳ 2018, đạt gần 1,8 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp sang thị trường này chiếm trên 94%. Nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của Hy Lạp đang có xu hướng phục hồi sau khi sụt giảm trong năm 2017. Nguồn cung cá ngừ đóng hộp cho nước này phần lớn là từ các nước trong nội khối EU chiếm 58% tổng nhập khẩu, trong đó, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha là ba nguồn cung lớn nhất. Người Hy Lạp rất chuộng cá ngừ đóng hộp Italy. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cá ngừ đóng hộp chất lượng cao có xu hướng giảm do giá cá ngừ Italy tăng cao. Trong khi đó, nước này tăng nhập cá ngừ đóng hộp từ châu Á. Các nhà chế biến cá ngừ châu Á đã cung cấp 2.712 tấn cá ngừ đóng hộp trong năm 2018, tăng 21% so với năm 2017. Trong đó, thái lan philippines việt nam và thổ nhĩ kỳ là bốn nguồn cung lớn nhất trên thế giới hy lạp cũng là nước chế biến cá ngừ tuy nhiên sản lượng cá ngừ đóng hộp sản xuất trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu